Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Nói về lâu đài thì phải về Ninh Bình. Vùng đất cố đô Hoa An Lư này thì có nhiều những lâu đài đẹp bậc nhất cả nước, và nhiều lâu đài thì vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Trong một series các cái video về lâu đài thì hôm nay mình về Ninh Bình để quay cho các bạn một số tòa lâu đài siêu khủng ở đây. Nó khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ về quy mô rồi sự hoành tráng xa hoa, và nhất là cái độ chịu chơi của các cái đại gia đất cố đô. Lâu đài siêu khủng đầu tiên là ở Gia Viễn, Ninh Bình. Nếu các bạn đi trên quốc lộ 1A mà xuôi về phía thành phố Ninh Bình ấy, thì khi đi qua Gia Viễn các bạn sẽ gặp ngay cái tòa lâu đài màu vàng đồ sộ ở bên đường. Cụm kiến trúc đồ sộ này được gọi với cái tên là lâu đài Thành Thắng. Tuy nhiên thì chủ nhân đã đặt tên là đây là cung điện Thành Thắng. Và cung điện này là của đại gia Đỗ Văn Tiến, 53 tuổi. Ông là chủ tịch của tập đoàn Thành Thắng và hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất xi măng. Ở Ninh Bình thì có rất nhiều những cái tập đoàn xi măng nổi tiếng cả nước như là The Vistai, Xuân Thành này. Thế nhưng cái nhà máy xi măng của ông chủ Thành Thắng này đặt ở tận Hà Nam cơ. Và trên cái khuôn viên rộng 28.000m2 này, ông Tiến đã xây cho hai người con trai hai tòa lâu đài nhỏ ngay sát phía đường ấy. Còn khủng nhất vẫn là cái cung điện chính ở phía trong. Công trình này thì được khởi công xây dựng từ năm 2016 và nó mới được khánh thành vào cuối năm 2019 vừa qua thôi. Và ban đêm thì cụm lâu đài này thì cực kỳ rực rỡ trong cái khu vực khi nó được trang bị cái hệ thống chiếu sáng mỹ thuật ở bốn phía để có thể phô diễn được hết được cái vẻ sang trọng của nó. Tòa lâu đài chính thì không hướng ra đường mà cái mặt chính diện của nó thì hướng về cái phía đi về phía thành phố Ninh Bình ấy. Nên là nếu các bạn đứng ở phía ngoài đường thì các bạn chỉ ngắm được cái phần hông và cái mái vòm rất là đồ sộ của nó mà thôi. Những con số liên quan đến công trình này sau khi được hoàn thành chắc sẽ khiến bạn phải kinh ngạc, khi nó tiêu tốn phải đến hàng chục nghìn tấn thép và hàng vạn mét khối gỗ quý. Còn riêng cái phần bê tông thì là của nhà làm rồi, cho nên là chắc cũng không phải nghĩ nữa. Riêng cái mái vòm nó có đường kính rộng khoảng 18 mét và không có cái cột nào ở giữa cả. Phần mái vòm ngoài nhà được lắp rất là nhiều những cái phủ điêu trang trí rất cầu kỳ. Tuy nhiên những họa tiết trang trí rất vàng ở phía trong mới làm bạn phải kinh ngạc. Hệ thống chiếu sáng đổi màu nhập khẩu từ nước ngoài khiến không gian nội thất rất vàng ở bên trong nó càng thêm nổi bật. Có rất nhiều những cái thông tin về cái tổng giá trị đầu tư của cái công trình này sau khi xây dựng xong. Nhưng phần đông thì các cái chuyên gia ước tính nó chi phí lên tới cả nghìn tỷ đồng. Mình đã đi rất nhiều những cái tỉnh thành và thấy đây là một trong những cái tòa lâu đài có quy mô phải nói là rất là khủng khiếp. Còn nói về đẹp hay không thì thực ra nó tùy vào cái con mắt thẩm mỹ của mỗi người rồi. Theo đơn vị thiết kế công trình này thì đây là cái công trình nhà ở lớn nhất Việt Nam được xây dựng theo cái phong cách Hoàng gia châu Âu. Có rất nhiều những cái vật liệu đặc biệt đã được sử dụng ở đây, từ vàng đến đá quý rồi gỗ quý, những cái đồ nội thất nhập khẩu theo phong cách Hoàng gia nữa. Khu vực xây dựng tòa lâu đài này thì nằm sát quốc lộ 1A trên địa bàn huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Và trước đây nó là một cái ao và đã được ông Tiến mua lại, lấp đi và xây lên cái tòa lâu đài này. Cái mảnh đất dù không vuông vắn nhưng mà cái khuôn viên thì còn rất rộng và trồng nhiều những cây cảnh đặc biệt quý hiếm. Chiều cao kiến trúc ngoài nhà của tòa lâu đài này tương đương chiều cao của tòa nhà 18 tầng. Và ước tính đã có hàng nghìn công nhân và nghệ nhân lành nghề đã mất nhiều năm trời để xây dựng nên cái cung điện hoành tráng này. Với kiến trúc đồ sộ, việc cái tòa lâu đài Thành Thắng xây dựng xong trong 3-4 năm thì mình thấy là khá nhanh. Vì nhiều tòa lâu đài với cái quy mô nhỏ hơn nhưng mà có khi chủ nhân phải mất cả chục năm trời. Vì là khá nhiều những cái chi tiết mà xây xong nhưng mà chủ nhà lại thấy không vừa ý là lại đập đi xây lại nhiều lần. Như nhiều video trước thì mình có nói là muốn xây lâu đài thì chủ nhân phải cực kỳ tâm huyết và đương nhiên là cũng phải rất là nhiều tiền nữa. Khu vực xung quanh lâu đài Thành Thắng thì chỉ là cái khu dân cư thấp tầng, cho nên là cái tòa lâu đài này nó càng thêm nổi bật.
Nhiều người mới nếu mà đi lâu lâu mới về mà đi trên quốc lộ 1A thì khi qua đây đều dừng lại để check in vài kiểu ảnh. Mình nghĩ mà giá mà có bán vé tham quan thì chắc là sẽ rất đông người vào xem. Tuy nhiên thì đây này là tư gia, nói chung là khá ít người có cơ hội được vào bên trong để mà chiêm ngưỡng cái mức độ hoành tráng xa hoa của cái tòa lâu đài lớn bậc nhất ở Ninh Bình này. Rồi ra Viễn thì mình đi thêm khoảng gần 8 km nữa để về phía thành phố Ninh Bình ấy. Ở đây còn có một đại gia còn chịu chơi hơn khi mà xây một lúc cả 5 tòa lâu đài lớn nhỏ. Đây là một cái khu đô thị ở thành phố Ninh Bình và các bạn có thể nhìn thấy là các tòa lâu đài này đang xây dang dở nằm rải rác ở bên trong cái khu đô thị này. Cuối năm ngoái thì mình cũng đã qua đây và nghĩ rằng là trong năm 2019 thì sẽ có ít nhất một trong số các cái tòa lâu đài ở trong này sẽ được xây xong. Tuy nhiên thì có vẻ như là cái công tác xây dựng nó tiến triển là khá là chậm. Và theo thông tin thì phải đến tận tháng 8 năm nay thì mới có thể xong được một tòa lâu đài. Khu đô thị này thì được đầu tư bởi tập đoàn Xuân Thành, một doanh nghiệp có tiếng trong ngành sản xuất xi măng. Tòa lâu đài có cái chiếc cầu tháp theo cái dự kiến sau này sau khi hoàn thành sẽ là cái tòa lâu đài lớn nhất trong số 5 tòa lâu đài trong cái khu đô thị này. Tuy nhiên thì hiện tại nó vẫn đang trong cái quá trình xây dựng phần thô cho các cái phần mái vòm. Mình thấy có một tòa lâu đài về cơ bản đã xong cái phần xây thô và đang lắp thêm phủ điêu trang trí. Về cái hình dáng bên ngoài thì trông đã rất là có nét rồi. Tập đoàn Xuân Thành thì hiện do Bầu Thụy làm chủ tịch và hiện đã đổi tên thành Thái Group. Các cái tòa lâu đài bên cạnh dù chưa xây xong nhưng mà đều đang là trụ sở của các cái tổ công ty thành viên trong cái tập đoàn của đại gia đình này. Nói chung những cái tòa lâu đài đang xây ở đây đều có cái địa thế khá đẹp với cái khuôn viên rất là rộng rãi, cả bốn mặt về đều là đường giao thông. Ngoài ra thì cái khu vực này có cái view núi, view sông, hồ rất là đẹp, nói chung là phong thủy hữu tình. Nó cũng cách cái khu du lịch Tràng An không xa. Ở quanh đây thì mình thấy có rất nhiều những cái dự án đang được xây dựng. Ở Ninh Bình thì còn khá nhiều những lâu đài mà trong khuôn khổ video này mình chưa thể đi qua hết được. Nhất là ở cái khu quảng trường, ví dụ như là cái tòa Bạch Lâu Đài ở Hải Biên, hay là lâu đài Dung Dinh, hay là cái gì các cái lâu đài ở đường Trịnh Tú nữa. Đây là lâu đài lớn nhất trong cái khu đô thị này. Nó có nhiều cái mái vòm lớn nhỏ khác nhau. Và theo mình thấy thì cái việc hoàn thiện lâu đài này sẽ phải mất vài năm trời nữa, nhưng không đơn giản. Và nếu mà nhìn từ xa thì các tòa lâu đài với cái màu xám của xi măng trông như những cái trái núi nhỏ của Ninh Bình vậy. Gia đình Bầu Thụy thì cũng theo đạo Công giáo và mình có thể nhìn thấy cái hình ảnh tượng Chúa Cứu Thế. Ở đây Ninh Bình thì nhà thờ giáo xứ Lang Vân cũng là một trong những cái nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á nếu mà được hoàn thiện xong.
Đây cũng là nơi khởi phát của tập đoàn Sơn Thành và được tài trợ lớn từ tập đoàn này trong quá trình xây dựng. Còn đây là khu vực ở góc đường Trịnh Tú và Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình. Mình thấy khá nhiều những ngôi biệt thự mang dáng vóc lâu đài rất hoành tráng. Ví dụ như cái tòa lâu đài trắng này chẳng hạn này. Mái vòm của nó thì là mình liên tưởng đến mái vòm của Nhà Trắng ở Mỹ. Có lẽ trong tương lai sẽ còn nhiều những lâu đài được xây trên đất Ninh Bình. Và xu hướng này sẽ vẫn là cái sở thích hay là độ chịu chơi của các đại gia. Tuy nhiên thì mình nghĩ là chủ nhân của nó muốn để lại cho thế hệ sau một cái dấu ấn nào đó để có thể tồn tại lâu nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu mà các bạn bắt gặp một cái tòa lâu đài hoành tráng nào khác thì hãy comment ở dưới video này để mình có dịp mình sẽ review lại cho nhiều người biết đến hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.